Là Uy cũng vậy. Đấy. Tiếp tục xin tiền giáo hòa. Chúng ta vẫn có thể xin được. Rồi, tiếp tục điều tra bên này. Bên này sao không thấy có động tĩnh gì tới vua nhỉ? Bên này án binh bất động nhỉ? Thấy vua cha, vua cha sắp chết rồi. Càng yên tĩnh thì càng vấn đề nhỉ? Đời này tôi là nữ hoàng thì tôi không thể nào đoạt vị được thánh chí La Mã, bắt buộc phải để từ sau. Chúng ta đã biết thêm bí mật nữa. Này là vẫn là chư hầu thôi của bên đấy. Tình hình chính trị tương đối ổn định nên tôi cứ sâu bay giáo hoàng. Tăng điểm để chúng ta lấy tiền. Gia đình của thằng này đang tương đối thân thiết với mình, chúng ta không cần thiết phải làm gì đó. Không cần thiết phải lấy ít tiền thì nó làm gì cả. Chúng ta tập trung xây dựng một thủ đô thôi. Ok. Điện tiệc. Tiếp tục tìm.
thay đổi triều đại. Thay đổi triều đại. Vẫn có con trai. Con trai con gái nên có thể tạo được hai đồng minh. Thằng này đang nổi dậy để lấy. Tình hình chính trị ở đây là bất ổn rồi. Đó cũng là điều chúng ta cần. Không ai trong gia tộc mình à? Cay thật. Bắt thằng này chưa hầu được này. Tôi có tức vị của nó. Thế đi quất thôi. Quất 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 quất. Nhưng mà nó đang đánh nhau rồi. Một thằng đấy là một. Thằng này thì chiến tranh ấy rồi. Thằng này đâu? Khá xa. Không cần quan tâm đấy. Con quét rồi. Rồi chúng ta thấy bắt thằng này làm bắt xa được. Bắt thằng này được. Được. Bắt được thằng này này. Thì bắt thằng này đi. Thằng này bao nhiêu quân? 2.800. 2.300 nhưng nó có 2 đồng minh. Chơi được, mình chơi mình cân cả 2 đồng minh nó luôn. Chạy đi không? Chạy đi. Có khá nhiều quân tinh nhuệ của tôi ở đây. Bắt thằng này làm chiều rồi chúng ta sẽ mạnh rất là nhiều đấy.
hết bọn nó lại. Có cuộc người lượng nông dân. Chạy nè. Bố Mehia đang nổi loạn khắp nơi. Hay lắm. Hay lắm. Tuyệt vời lắm. Bây giờ tiếp tục cuộc chiến dưới này. 1.000 cũng đông đấy. Đợi quân mình hồi hồi đã. Lâu lâu rồi không mình chưa tuyển Knight, tuyển Knight phát nhỉ. Chuẩn bị dồn quân ra đây. Sủi thằng này. Quân hồi hồi hòm hòm đã. Rồi, tiếp tục tiến đánh vào dưới này. Bắt thằng này làm trường. Có bao nhiêu quân? 3.000 quân rồi. Không là gì với mình cả. Thằng này tí phải diệt nó, thằng ba này. Sao Bumia này không mở rộng lãnh thổ nhỉ? Lúc nãy lực rất mạnh, tại sao không mang quân đi mở rộng? Không hiểu lắm. Không biết là bên đấy vướng mắc cái gì. Sống khỏe.
đánh thằng này, xong rồi đánh xuống thằng này, xong rồi đợi hành hương chiếm vương quốc này, đánh đây chúng ta sẽ bành trướng thế lực, thật sự được hùng mạnh lên. Đời vua ngoại giao giúp cho tôi việc đánh chiếm này quá thuận lợi. Đời sau thì cứ phải cẩn thận đấy. Ô, bên này cải đạo. Ô, thằng em cải đạo à? Thằng em cẩn thận đấy, cải đạo là anh mang quân anh xỉa đấy. Vẫn trong chế. Thế đâu mà em đang đạo bọn gì kìa? Đạo em vẫn chụp mấy thế này. Đạo cơ mà. Đạo ừ. Đạo của em là cái đạo Palau, có phải đạo công giáo đâu. Anh có thể tuyên chiến thánh chiến được với em đấy. Cẩn thận đấy. Cho bay nước luôn. Đấy, về lại tôm giống đi, bình thường rồi đấy. Đẹp nhanh lắm. Đấy, à. Đấy anh có ý tốt đấy, còn không anh âm thầm anh mang quân anh ra quẩy rồi. Không tin được hai thằng này anh em ạ. Tôi là mới phát hiện ra rồi. Tôi mà biết đấy thằng đấy xác định với tôi là thằng xâm chiếm Bohemia luôn rồi. Mày cho nó. Rồi đợi quân hồi thì một tí đã. Mình sẽ xây cái này để giúp cho các đời vua sau nó vừa cộng danh vọng và vừa giảm stress rất là quan trọng. Và nó cũng giảm bớt cái khả năng bị ám sát. Cung điện mùa đông đấy là một công trình rất quan trọng. Này bao nhiêu quân? Còn có 1000 quân rồi. Khá yếu.
trên này. Chết mẹ, bọn này không biết nó có sao này đánh mình cơ. Bọn này thì nó không thù với mình nhưng bọn nó đánh bọn này. Nên mô hình chung nếu bọn nó chạy sang bên này là mình bị ăn trưởng. Thôi tôi đã khá lắm. Tiếp viện nào. Này xong đến thằng này ta nên tận dụng khoảng thời gian nữ hoàng còn đang ngồi. Có lẽ khi up xong dòng này tôi sẽ chuyển sang sức khỏe cho nữ hoàng.
Hồi quân một chút đã. Tôi cần chuẩn bị để cho đời sau có một khoản tiền hòm hòm, xây xây các công trình để cho đời sau nó có khoản tiền. Chúng ta có thả hết à? Tiền không có lúc nào mà thừa hết. Lão ba thằng láng giềng đều muốn làm chư hầu của mình. Sao mấy đứa không phát triển lãnh thổ à? Sao nãy Thì giờ đất đai vẫn thế như thế đấy? giờ đang chuyện ở loạn với lại đời vua chết nhanh. Mới 1 2 năm vô là chết Vua rồi. chết có option cho vua chết mà. Thế nhưng mà nó nổi loạn hơi nhiều ấy. Cái việc nó loạn. Nổi loạn à? Thì lên đi. Cái này Đang thì tính làm sao chiến mà kế cạnh hoạch tranh được với ngai vàng với anh được. Khó đấy. cái này đang đứng gần quân địch. Không ấy đâu, không giúp được.
này thì bên này thì người nhà nhà chiếm nè, coi nè, con mới chiếm được đây nè. Chiếm đó thôi là không 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 sao anh phải trả tiền này thôi, rồi lại mang quân đánh đánh chỗ này nha. Dưới này thôi đừng nghĩ gì cái nữa. Tầm 50 tuổi tôi phải chuẩn bị của cải để cho đời sau. Về cơ bản về đời sau thì cũng sẽ không không bị làm sao đâu, bởi vì chúng ta vẫn vẫn chỉ có một tước vị của vương quốc nên không sợ gì cả. Chủ yếu chuẩn bị tiền bạc để duy trì một lượng lượng, lượng quân tinh nhuệ như này. Tạm thời tôi sẽ bỏ cái này thôi. Tôi sợ rằng đời sau tôi mất mất hết hết thành ấy, nhiều khả năng sẽ không được. Bây giờ chúng ta sẽ convert thằng này, nếu nó không đồng ý chúng ta sẽ bắt làm vào quân đội hồi. Ok rồi, mình sẽ bắt làm vào. Chắc chắn sẽ có nổi loạn nhưng mà tôi nghĩ chỉ có một mình là thôi. Ok
thủ đô nó. Không còn quân nữa. Nên là chỉ có giơ tay chịu trói và chúng ta phải thu hồi cái tước vị này của nó. Và sẽ cho con trai. Quan trọng là dồn tiền xây dựng các công trình thủ đô lên. Thì mình có thể có tiền mà duy trì quân đội sau này rồi. Thằng này sẽ làm trường của mình. Tốt. Còn ai mua nữa? Trường nữa. Sắp ấy rồi. Chúng ta có thể thánh chiến chiếm được vương quốc này. Thế là đời này chúng ta hoàn mỹ. Nước Pháp nói chung là chiếm lẻ lắm. Lẻ tẻ. Rồi. Cũng không cần nhiều lắm, chúng ta đi colony là đủ. Còn một tí là tôi lên được rồi, nên tôi không cần thiết phải đi chi một khoản tiền lớn như Jerusalem làm bất kỳ gì cả. Sao cái kiểu gì vậy? Anh ơi, anh sắp đánh được vé hồn chưa? Cái gì? Cái gì cơ? Anh sắp đánh được vé hồn chưa? Không, anh có định được giang hoàng đâu. Đánh lên luôn. Thôi. Chưa đủ lực em. Được một vạn rồi này. Xinh đẹp thế này. Làm gì? Chắc thôi giáo hoàng rồi. Rồi, chúng ta sẽ
khiến Conan đời. Tích tiền cho đời sau rồi, 50 tuổi rồi. Sẽ không xây cái gì nữa. Chúng ta cần tiền để xây. Tiêu pha tích tiền như thế này. Có thể xây đốt này. Này chơi 15 phút nữa nghỉ nha. Ok mẹ. Vâng. Rồi mai học về. Mai chơi tiếp không anh? Mai coi hát đi. May cho mấy đứa là anh là nữ hoàng, anh không cạnh tranh được ngôi vị hoàng đế đấy. Chứ không là mấy đứa toang lâu rồi đấy. Quân sư nam, quân sư kiểu gì mà không thấy bành trướng thì cứ thấy co cụm ở trong nhà đấy. Vua này sắp chết rồi. Vua chết thì kệ vua chết sao? Chết thì sẽ có nơi lọt được. Thì rõ ràng bởi vì bên em là bên thừa kế là kiểu người đứng đầu lớn tuổi nhất. Thì những cái người thừa kế nó luôn là sẽ bị già. Kế tiếp theo cũng sắp chết nữa. Ai kế vị tiếp theo người già bởi vì cái luật nó là cái luật người cao tuổi nhất mà. Nhưng mà nó có một cái lợi thế đó là không bị mất đất này. Tình hình chính trị ổn định này. Những cái vùng đất mình nắm giữ này. Đấy là một cái lợi thế lớn này. Bên Trung với cả Nam sai lầm không chịu. Lúc đang kinh tế ổn định lúc đầu ấy, không chịu lấy ngai vàng của Henrik. Nếu lấy ngai vàng của Thành Chí La Mã thì cái luật thừa kế nó sẽ thay đổi. Nó sẽ đổi về là luật thừa kế ưu tiên con trưởng. Lúc đấy nó sẽ dễ dàng hơn. Nếu như thế này thì nó sẽ cứ bị già liên tục. Khó làm được cái gì. Rồi
Chiến sĩ thế đây. Oh, may quá cái tước vị Chúng vương ta quốc cho nên đánh mình nhau vẫn chưa mạnh. lấy được. Và chúng ta sẽ cho Alo. cái gì Chúng ta cho nên đánh nhau. cái gì cơ À, tôi tuyên chiến em đi. cái gì tuyên chiến Tuyên chiến em đi. anh tuyên chiến em à Ừ. anh có gần không ấy anh đang vừa chiếm xong bọn này hết quân rồi làm gì end game sớm à Em không biết sao nhưng mà em gọi được hai bạn rưỡi ba bạn quân. em đồng minh chứ làm sao nữa anh như nào đấy chứ Không thể chơi còn đi. Hay. Con này Mình chưa nên lấy cái tước vị kinh đầm luôn đi nhé. Nếu lấy cái vị kinh đầm này thì bị chia chẳng dạy gì những cái công những cái thành nào mà nó mình được chia thêm hai thành ở đây nữa mình giữ được hai thành ở đây nữa mình cũng khá ổn chư hầu quá tuyệt vời nổi nghĩ dậy nông dân không vấn đề gì
Chúng ta có thể huy động được 2 vạn. Nông dân còn 8 cái. Không vấn đề. Dụng đánh luôn. Xem đó, con này nó lấy cái này luôn. Ôi, hôm nay chơi tới đây rồi à? Xếp cái gì nhỉ? Để xếp đó. Ok, nghỉ đi em. Ok, nghỉ thôi em. Anh đến xếp xong rồi.